chiều ngày 20 tháng 3 năm 2023, Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 1 năm 2023. Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ có các đồng chí Phạm Công Cúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, đại diện Ban Dân vận Huyện ủy, cán bộ giảng viên Trung tâm Chính trị huyện cùng 87 học viên cũng về tham dự đông đủ. Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng góp phần bồi dưỡng những kiến thức chính trị bước đầu nhằm giúp cho mỗi học viên có nhận thức đúng về Đảng, về con đường, phương hướng, phấn đấu để trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Yêu cầu các học viên trên cơ sở lý luận được trang bị, chủ động rèn luyện phấn đấu bằng những việc làm cụ thể, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong quá trình học tập, các học viên đã chấp hành tốt nội quy khóa học, đoàn kết, cùng tiến bộ, lớp học đã diễn ra an toàn, hiệu quả. Kết quả 100% học viên được công nhận hoàn thành khóa học, trong đó 30 học viên đạt loại giỏi, chiếm 34,5%, còn lại học viên đạt loại khá. Đặc biệt có 10 đồng chí học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Phát biểu chỉ đạo tại lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đồng chí Phạm Công Cúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những cố gắng trong học tập của các học viên. Đồng chí đề nghị từng đồng chí sau khi tham gia lớp học tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tự học, tự nghiên cứu, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đơn vị nơi mình công tác ngày càng trong sạch vững mạnh, đồng thời thường xuyên học tập làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Tại lễ bế giảng, Trung tâm Chính trị huyện đã trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành khóa học. Các đồng chí Thường vụ Huyện ủy đã trao giấy khen cho 10 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.